Cô xin chào tất cả các con. Tiết toán trước chúng ta đã học bài bảng chia 2. Hôm nay cô và các con chúng ta cùng nhau học bài 1/2. Bài học hôm nay của chúng ta gồm hai nội dung. Nội dung thứ nhất, nhận biết 1/2, biết đọc viết 1/2. Nội dung thứ hai, biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành hai phần bằng nhau. Các con đã nắm được nội dung bài học rồi. Vậy thì muốn tìm 1/2 và đọc viết như thế nào? Cô mời các con chúng ta cùng quan sát lên màn hình. Trên màn hình của cô có một hình vuông. Cô chia hình vuông này thành hai phần bằng nhau. Các con đã nhìn thấy cô chia làm hai phần bằng nhau. Và cô tô màu một phần. Phần cô tô màu chính là phần cô lấy đi. Các con quan sát này. Vậy phần cô lấy đi chính là 1/2 của hình vuông. Phần còn lại của hình vuông là phần màu trắng, nó cũng là 1/2 của hình vuông. Vậy và mỗi một phần đều được biểu thị bằng con số 1/2. Đây là con số 1/2 biểu thị cho mỗi phần. Các con nhìn rõ chưa nào? Vậy thì mỗi phần đều được biểu thị bằng con số 1/2. Thì 1/2 được viết như thế nào? Các con hãy chú ý và lắng nghe cô hướng dẫn. Đầu tiên, để viết được con số 1/2, thứ nhất, chúng ta sẽ viết con số 1 trước. Chúng ta gạch dấu gạch ngang ở dưới số 1. Và cuối cùng chúng ta viết số 2 dưới dấu gạch ngang thẳng với số 1. Thì đây chính là con số 1/2. Và các con đã nắm được cách viết 1/2 rồi. 1/2, ngoài cách đọc là 1/2 thì người ta còn gọi là một nửa. Vậy 1/2 người ta còn gọi là một nửa. Chúng ta nhìn thấy cái phần màu xanh này cũng là một nửa của hình vuông đúng không nào? Phần màu trắng cũng là một nửa của hình vuông. Và trong số học thì ta biểu thị bằng con số 1/2. Hai cách gọi này đều giống nhau. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con một lần nữa về cách viết con số 1/2. Các con hãy chú ý. Như vậy, đầu tiên chúng ta sẽ viết con số. Chúng ta sẽ viết số 1 trước. Sau đó, chúng ta sẽ viết dấu gạch ngang dưới số 1. Và cuối cùng, chúng ta viết số 2 dưới dấu gạch ngang thẳng với số 1. Thì ta được con số 1/2. Các con nhìn rõ chưa nào? Như vậy, chúng ta đã nắm được cách viết rồi và bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con đọc 1/2. Các con nghe lắng nghe cô đọc. 1/2. Các con hãy nhắc lại nào. 1/2. Các con đã nắm được cách đọc chưa? Như vậy, các con đã biết được và nhận biết được 1/2 và biết đọc viết 1/2 rồi. Sau đây cô mời các con chúng ta cùng nghe cô hướng dẫn làm 3 bài tập như sau. Mời các con chú ý tiếp tục theo dõi lên màn hình. Bài 1. Yêu cầu chúng ta là đã tô màu vào 1/2 hình nào? Như vậy ở đây yêu cầu chúng ta là quan sát 4 hình A, B, C và D. Các con xem hình nào đã tô màu được 1/2 số hình. Muốn làm bài này thì các con chú ý. Chúng ta muốn biết được hình nào đã tô màu, chúng ta xem cái hình đó đã được chia làm tô phần tô màu và phần màu trắng này đã được chia làm hai phần bằng nhau chưa? Nếu như hình đó đã được chia làm hai phần bằng nhau rồi thì cái phần tô màu đó sẽ biểu thị là 1/2 của hình. Các con đã nắm được chưa nào? Và tương tự với các hình còn lại, chúng ta cũng cùng quan sát và xem phần tô màu và phần màu trắng xem nó có đã được chia đều chưa. Nếu mà nó được chia đều hai phần thì phần đó, phần tô màu chính là phần 1/2 của hình. Và chúng ta sẽ dùng bút khoanh tròn cái đáp án A hoặc B hoặc C hoặc D mà các con đã chọn. Các con nắm được bài 1 chưa nào? Các con đã nắm được rồi, cô mời các con sang bài tập số 2. Trong bài 2 yêu cầu chúng ta là hình nào có 1/2 số ô vuông được tô màu. Bài này chúng ta cũng có 4 hình A, B và C và D. Trong bài này yêu cầu chúng ta là tìm
hình có 1 phần 2 số ô vuông được tô màu. Vậy thì các con muốn làm được bài này thì cô hướng dẫn các con làm như sau. Đối với hình A, chúng ta thấy ở trong hình A này được chia làm 4 ô vuông, đúng nào? Để tìm được 1 phần 2 số ô vuông này có phải hình ô vuông được tô màu hay không, chúng ta sẽ lấy 4 chúng ta chia đều làm 2 phần bằng nhau. Chúng ta thấy ô màu xanh có 2 ô vuông, phần màu trắng cũng có 2 ô vuông, như vậy 2 phần này bằng nhau thì có nghĩa là hình A này chính là có số ô vuông được tô màu 1 phần 2, đúng nào? Và tương tự như vậy, các hình B, hình C và hình D, các con cũng sẽ đếm các số hình vuông trong từng từng hình và các con cũng chia đều làm 2 phần bằng nhau. Nếu mình thấy chia đều hai bên bằng nhau thì hình đó sẽ biểu thị 1 phần 2 số ô vuông và các con hãy khoanh tròn đáp án mà mình đã chọn. Các con đã nắm được chưa? Và tương tự như vậy, sang bài số 3. Bài này yêu cầu chúng ta là hình nào đã khoanh vào 1 phần 2 số con cá. Bây giờ các con hãy quan sát, ở đây có hai hình, hình A và hình B. Muốn làm được bài này thì các con hãy đếm xem trong mỗi hình có mấy con cá. Các con đếm kỹ nha. Sau đó chúng ta sẽ chia số con cá này thành 2 phần bằng nhau và xem mỗi phần tương ứng với mấy con cá. Từ đó các con sẽ khoanh tròn được và chọn được đáp án mà mình đã tính. Các con đã hiểu chưa nào? Qua bài học ngày hôm nay, cô đã hướng dẫn các con làm xong 3 bài tập. Cô mong các con về nhà sẽ hoàn thành bài thật tốt và sớm gửi lại bài cho cô. Để nhắc lại kiến thức bài 1 phần 2 hôm nay, các con cần chú ý lắng nghe. Các con có thể vận dụng bài 1 phần 2 này để tìm một số đồ vật trong cuộc sống hàng ngày. Thì chúng ta lấy số đồ vật đó chia làm 2 phần bằng nhau. Ta lấy đi 1 phần thì ta sẽ được 1 phần 2 số đồ vật cần tìm. Các con đã rõ chưa nào? Và các con ở nhà chúng ta cũng sẽ thử tìm những số đồ vật, những cái đồ vật trong gia đình mình, và chúng ta thử tìm 1 phần 2 hoặc những cái đồ vật đó cho cô nhé. Rồi, cô cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe và theo dõi.